Yếm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Suy nghĩ về món tráng miệng nào mà vừa tiện lợi nè, tiết kiệm thời gian và mình có thể làm sẵn thì Yếm nghĩ đến món chè flan trái cây này. Cách làm thì không có khó và những cái nguyên liệu đó mình có thể làm sẵn, mình để trong tủ lạnh rất là ngon. Món chè này á, mình làm để thưởng thức vào dịp cuối tuần hoặc là khi có khách, bạn bè, nhà có tiệc. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món chè flan trái cây với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm bánh flan trước thì công thức Diễm để ở phần miêu tả video nha. Mình có thể dùng công thức flan bằng cách nướng cách thủy hoặc là dùng gelatin đều được. Công thức chè hôm nay á, mình nấu được 12 phần, vì vậy mình cần làm 12 cái bánh flan. Thì công thức Diễm chia sẻ đó, mình đổ ra 12 cái khuôn cupcake nhỏ như vậy. Lượng đường caramel á, thì mình nên thắng 80 gram chứ không phải là 55 gram thì đủ cho 12 khuôn ha. Và Diễm dùng cái khuôn silicon này nè, khi mà mình lấy bánh flan ra cũng dễ lắm. Bây giờ mình đi làm phần rau câu lá dứa. Diễm có 3 cái lá dứa nha, mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ. Rồi mình cho nước vào mình mang đi xay. Lượng nước là 120 ml và là nước lạnh ha. Sau khi xay xong đó thì mình đổ ra một cái rây, rồi mình vắt cho nó ráo, mình sẽ thu được khoảng 100 ml nước cốt lá dứa. Lấy một cái nồi nè, Diễm cho vào đây 700 ml nước. Tiếp theo mình cho vào 1 gram muối, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Đường là 80 gram. Và rau câu á, mình dùng rau câu dẻo nha, là 6 gram. Thì rau câu dẻo Diễm dùng hiệu này, một gói như vậy á, nó là 12 gram. Nếu mà mình không có cân á, thì mình cứ chia đều ra, hoặc là 6 gram thì 2 muỗng cà phê. Còn nếu mà mình không có rau câu dẻo này, mình dùng rau câu giòn cũng được. Nhưng mà rau câu dẻo thì Diễm thấy nó ăn nó có cái độ dai, nó mềm, nó ngon hơn. Mình khuấy cái đường và nước lên, sau đó mình cho bột rau câu vào. Nên khuấy như vậy để tránh cho bột rau câu nó bị đóng cục lại đó. Mình khuấy khi mà mình thấy cái bột rau câu nó thấm hết nước là được. Diễm có thêm ở đây là 10 gram tinh bột bắp. Diễm thấy cho tinh bột bắp vào á, giúp cho rau câu nó hạn chế bị ra nước. Đồng thời á, mình làm cái rau câu nó vừa dai mà nó có cái độ giòn nhẹ, nó mềm rất là ngon. Mình cũng khuấy đều rồi mình cho tinh bột bắp vào nha. Nếu mà không có tinh bột bắp á, mình thay bằng bột năng cũng được. Sau khi bột bắp nó tan đều hết rồi thì bây giờ mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn, mình không cần phải ngâm rau câu. Lúc này thì mình cứ khuấy đều nha, tránh cho cái rau câu á, nó bị cháy hoặc nó bị dính ở dưới cái đáy nồi. Mình khuấy cho tới khi mà mình thấy á, cái rau câu nó sôi lên. Nó vừa sôi nhẹ thôi ha, là như vậy. Thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha, hoặc là lửa trung bình nhỏ, mình giữ cho cái rau câu nó sôi là được. Lúc này á, nếu mà có bọt thì mình sẽ lấy muỗng á, mình hớt sơ cái phần bọt đi. Cái hỗn hợp rau câu lúc này mình thấy nó hơi sệt và đặc nha. Và nó hơi đục nữa, nó chưa có trong đâu. Mình hớt sơ cái phần bọt ở trên thôi. Rồi sau đó mình lấy 100 ml nước lá dứa hồi nãy mình bắt ra đó, mình cho vào. Và mình tăng cái lửa lên, là lửa lớn nhất luôn. Khuấy đều. Và mình thấy cái hỗn hợp rau câu này nó sôi lên là mình nhấc khỏi bếp liền. Mình đừng có để nó sôi lâu thì làm mất màu cái lá dứa. Nếu có bọt á, thì mình hớt sơ bọt nha. Rồi sau đó mình đổ ra một cái khuôn. Đổ ra khuôn rồi á, thì mình để cho rau câu nó nguội hoàn toàn. Mình không cần lấy nắp đậy lại. Tại mình lấy nắp mình đậy lại cái hơi nó động á, nó dễ làm cho rau câu nó chảy nước. Và khi mà nguội rồi á, thì mình mang mình cất vào trong tủ lạnh. Mình để dành mình ăn được 3-4 ngày vẫn ngon luôn. Bây giờ Diễm đi làm cái nước cốt dừa ăn chè. Hôm nay á, thì Diễm dùng cái coconut cream hiệu này. Nếu mà mình không thích ăn béo nhiều á, thì mình dùng coconut milk cũng được. Cho 400 ml nước cốt dừa này vào trong một cái nồi. Diễm có thêm ở đây là 500 ml sữa yến mạch barista. Tức là cái sữa này á, mình dùng để mình pha cà phê mình uống cho những ai mà không uống được sữa từ động vật đó. Còn nếu mà mình không có thì mình cứ thay bằng sữa tươi nguyên kem là được. Diễm cho thêm ở đây là 50 ml kem tươi hoặc là whipping cream cũng được nha. Đường á, thì mình cho khoảng từ 200 cho tới 250 gram đường.
Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình nấu. Vừa nấu mình vừa khuấy, mình để cái lửa lớn nha. Khi mà mình thấy có hơi nước tỏa lên và bên dưới cái đáy nồi mình nghe nó sôi nhẹ là mình nhấc khỏi bếp. Mình không có nên nấu cho nó sôi, tại vì nấu sôi sẽ làm giảm đi cái vị béo của nước cốt dừa, sữa và kem luôn. Đó, Diễm thấy nóng đủ là Diễm nhấc khỏi bếp. Mình khuấy sơ tí xíu ha, tránh cho nó bị cháy bên dưới. Rồi mình để cho cái nước cốt này nó nguội và mình cất vào trong tủ lạnh. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị phần trân châu đường đen. Nếu mà mình có thời gian á, thì mình tự làm, còn Diễm thấy mua rất là tiện. Mình cần ở đây là 250 g cái trân châu đường đen. Thì cái hiệu này á, Diễm mua là Diễm dùng nguyên một bịch luôn và Diễm thấy nó ngon và nấu cũng nhanh nữa. Cái này thì mình mua ở trong tiệm Việt là có nha. Trân châu này á, thì bây giờ mình bắt một cái nồi nước lên bếp. Thì nước mình cho nhiều tí xíu ha. Diễm cho vào đây 1,2 lít nước. Mình để lửa lớn và mình bắt cho cái nồi nước nó sôi lên. Khi nước sôi á, thì mình cho trân châu vào, mình luộc. Mình dùng đũa đó mình khuấy nhẹ, tránh cho nó bị dính lại với nhau đó. Và mình hạ xuống cái lửa làm sao? Mình giữ cho nước nó sôi nhẹ nha. Mình khuấy đều như vậy cho tới khi mình thấy trân châu á, nó nổi lên hết cái mặt nước. Đó là như vậy. Thì Diễm mới lấy nắp á, Diễm đậy lại và mình giữ cái lửa làm sao cho nó sôi nhẹ. Mình nấu cái trân châu này trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau 5 phút á, thì bây giờ mình tắt lửa. Nhưng mà mình vẫn giữ trân châu trong nồi đậy nắp như vậy thêm 5 phút nữa ha. Còn nếu mà mình muốn ăn dai á, thì mình để 3 phút cũng được. Nhưng mà Diễm thấy á, mình nấu mình để sang ngày hôm sau thì mình nên để 5 phút cho nó mềm. Hoặc là 3 phút á, mình có thể mở ra mình kiểm tra, mình ăn thử ha. Cái này là Diễm ủ được 5 phút nè. Cái sợi trân châu á, nó mềm, nó dẻo là được. Thì lúc này á, mình mới đổ nước ra nha. Mình không cần phải xả lại nước lạnh. Mình đổ sạch nước ra, rồi mình cho vào trong một cái tô. Diễm cho thêm vào đây 80 g đường. Rồi mình khuấy lên ha, cho đường á, nó tan trong cái trân châu này, giúp cho trân châu á, nó thấm cái vị đường nó ngọt, nó ngon. Đồng thời á, nó không có bị nở ra và nó dính. Khuấy đều như vậy, nếu mà không ăn liền á, thì mình cứ mang mình cất trong tủ lạnh hoặc là mình để ở nhiệt độ phòng qua đêm vẫn được. Bây giờ Diễm đi làm cái hạt lựu. Diễm có ở đây là 150 g củ năng cắt hạt lựu. Củ năng á, Diễm mua trong hộp như vậy, một hộp nó để là 227 g nhưng mà thường á, Diễm mua hai hộp. Cái này nó cắt sẵn nó vì vậy lúc mà mình cui ra có những miếng nó không có được nguyên á, vì vậy mình nên mua hai hộp. Và mình cắt để cho nó đều, nó đẹp á, thì mình lựa những cái miếng nào nguyên đẹp nè. Mình cắt ra thành từng cái miếng vuông nhỏ như vậy thì cái hạt lựu nó mới đều, nó to. Để tạo màu á, thì Diễm dùng cái màu gel này nha. Hiệu này hoặc là mình dùng màu đỏ thực phẩm là được. Đối với cái hiệu này á, thì Diễm thấy á, mình dùng một muỗng cà phê cho 150 g cái củ năng thì Diễm thấy nó lên cái màu đỏ tươi đẹp. Đó mình cho mình trộn. Và mình thấy ở đây á, củ năng nó rất là ướt, còn nếu mà mình dùng củ năng tươi thì có thể nó khô hơn đó. Mình có thể thêm một muỗng cà phê nước vào nha, tại vì ẩm á, thì mình cho bột vào nó mới bám dính nhiều. Bột á, thì mình cần 100 g là bột năng. Và mình cứ cho từ từ hai muỗng canh trước ha, rồi mình trộn cho đều. Sau khi mà mình thấy bột nó đã thấm đều vào hết trong củ năng rồi á, thì mình tiếp tục mình cho thêm hai muỗng canh bột vào nữa. Như vậy cho tới hết cái lượng bột. Mình nên cho từ từ nha. Diễm thấy nó thấm vào cái củ năng hơn là mình cho một lượt bột vào hết. Và khi mà mình cho hết cái lượng bột 100 g này á, thì mình thấy á, cái củ năng á, nó bám đều bột nè và nó tơi, nó khô. Còn nếu mà mình thấy nó vẫn ướt á, thì mình cứ cho thêm bột năng vào, không có sao hết. Đó như vậy thì Diễm thấy rất là đạt nè. Rồi bây giờ mình cho cái củ năng này vào trong cái rây để mình rây bỏ những cái phần bột ở ngoài nó dư đó, khi mà mình luộc á, nó không có bị nhão cái nước. Đó mình rây và mình thấy cái củ năng nó tơi ra, nó áo đều bột. Lúc này á, thì mình chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi nha. Khi mà nước sôi á, thì mình dùng đũa đó, mình khuấy một vòng như vậy.
cho nước nó di chuyển rồi mình mới cho cái củ năng vào. Và vừa cho mình vừa khuấy nhẹ tránh cho nó bị dính lại với nhau. Rồi mình đợi nước sôi á, mình sẽ hạ lửa trung bình. Rồi mình nấu cho cái hạt lựu củ năng này nó chín. Khi nước sôi thì mình thấy nó sẽ nổi lên trên như vậy. Thì mình đợi thêm khoảng 1 phút á, là mình vớt ra được. Lúc mà mình vớt ra thì mình thấy nó cũng chưa có trong đâu. Nhìn bột nó vẫn còn đục đục như vậy nè. Nhưng mà không có sao hết. Khi mà mình vớt ra rồi á, thì tự động cái bột đục đó nó sẽ trong trở lại. Mình đổ ra một cái rây ha, và mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh đó. Nếu mà nhà không có sẵn nước lạnh thì mình nên cho nước đá thêm vào. Mình ngâm liền cái hạt lựu này vào đây. Và mình khuấy cho nó tơi ra. Và cái hạt lựu này nó nguội đó là mình vớt ra, mình không cần phải ngâm lâu. Vớt ra rồi thì Diễm cũng cho ra một cái chén. Và Diễm cho thêm vào đây 50g đường. Như vậy giúp cho hạt lựu nó có cái vị ngọt nhẹ, đồng thời nó không có bị nở thêm và nó không có bị dính lại nhiều quá. Cách làm này thì Diễm thấy mình để qua đêm vẫn ngon ha, hoặc là mình cất vào trong tủ lạnh cũng được luôn, cái hạt bột năng nó không có bị cứng. Để ăn kèm với chè đó thì Diễm có 300g mít, mình dùng mít tươi hoặc là mít hộp đều được và mình cắt ra thành từng sợi. Tiếp theo là 300g xoài thì mình cắt ra từng miếng như vậy. Nên dùng xoài ngọt thì mình ăn chung với chè mới ngon nha. Rau câu sau khi nó đã đặt và Diễm cất vào trong tủ lạnh rồi, bây giờ mình cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Thì rau câu này đó, cái cách làm hôm nay thì Diễm thấy nó có cái độ dai nè, nhưng mà vẫn mềm giòn giòn rất là ngon. Thì Diễm cắt ra cho mình xem, rất là bóng đẹp ha. Nếu mà mình muốn á, mình vẫn có thể dùng cái đồ bào mình bào sợi như những cái video chè trước đây Diễm có chia sẻ đó. Nhưng mà cái rau câu này á, Diễm thấy mình cắt ra từng miếng như vậy nè. Mình ăn chúng một miếng á, nó giòn giòn, nó dai, ngon hơn. Khi múc chè đó thì mình sẽ lấy mít đó, mình để ở bên dưới như vậy. Để mình để cái bánh flan lên, cái bánh flan nó được nằm trên cao hơn tí xíu. Rồi mình cho cái bánh flan lên trên nè. Tiếp theo mình sẽ cho rau câu. Rồi trân châu đường đen. Tiếp theo là xoài. Rồi mình mới cho hạt lựu. Và mình sẽ cho thêm một tí xíu mít vào thêm nữa ha. Rồi cuối cùng mình chan nước cốt dừa lên. Nếu mà mình thích ăn mát lạnh á, mình có thể cho thêm tí xíu nước đá hoặc là đá bào cũng được. Chè này á, Diễm thấy ngon ở chỗ là nó có rất là nhiều cái sự kết hợp ở đây. Bánh flan nó vừa mềm vừa béo, ăn chung với lại cái trân châu đường đen ha, nó dai dai nè ha. Hạt lựu vừa có cái độ dai và giòn sần sật nè. Cái rau câu thì vừa thơm, vừa mềm, vừa dẻo, ngon lắm luôn. Và nhất là có thêm xoài và mít đó, làm cho chè hấp dẫn hơn rất là nhiều. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được chè thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.